clip ngắn này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy khóe của mình nhá. Thì đầu tiên thì sẽ dùng cái kìm để cắt hết cái phần móng chọc vào thịt đi. Đây là một cái bộ móng mà chị chưa muốn thay móng mới, và chị chỉ bị đau ở phần khóe, nên là mình sẽ lấy khóe ở phần này. Ở đây mình sẽ sử dụng bộ lấy khóe 3 cây nha. Đầu tiên là mình sẽ cầm cố định cái phần ở chân của ngón tay cái này, ngón chân cái ấy. Rồi bắt đầu mình sẽ lia nhẹ thôi nha. Bởi vì cái này ấy, nó rất là sắc, nên mọi người hãy cực kỳ cẩn thận. Mình lia nhẹ, mình chỉ lấy đủ cái phần mà khóe chọc thịt cho chị ý thôi. Đó, như thế này là mình đã có thể xong rồi này. Tức là khi mà lấy khóe chuyên nghiệp ấy, thì mọi người sẽ lấy theo kiểu khác nha. Còn đây là một cái cách lấy khóe cơ bản. Khi mà làm nail ấy, người ta chỉ muốn sơn trơn này. Mà thực ra lấy khóe này rất là nhạy cảm, nó hay bị chín mé ấy. Nên là mọi người lấy phải cực kỳ cẩn thận. Bên này cũng thế này. Mình sẽ đặt ngang cái phần ngón chân ra này. Tiếp theo đấy là sẽ sử dụng cái đầu khóe này. Nhớ nha, phải lấy thật ít thôi, đừng có ham sâu. Bởi vì bản thân của khách ấy, người ta cũng không muốn lấy sâu, chỉ là vì chọc thịt thôi thì người ta mới lấy như thế. Chứ còn để mà lấy nhiều ấy thì người ta cũng không muốn. Đây đã xong một bên rồi này. Mình có thể đẩy sâu thêm một chút thôi nha. Bởi vì là nó sâu quá ấy, nó sẽ bị cảm giác là sẽ bị chảy máu và sẽ bị sưng lên. Nhất là ai đi giày cao gót ấy, cực kỳ khó. Nếu mà theo các bước ấy, mình làm một bộ móng ấy thì nhớ nha là phải tẩy gel này, phải nhặt ra các kiểu rồi xong lúc sau mình sẽ lấy khóe sau cùng. Bên này cũng tương tự như thế này. Mình sẽ lấy ở một bên phía bên tay trái thôi nha, bởi vì khóe này nó đang chọc vào thịt. Mọi người nhìn thì mọi người cũng thấy rồi đấy. Tức là cái khóe này đang rất là sâu rồi, nó đang chọc vào thịt chị ý. Nên là mình sẽ lấy kiểu cơ bản thôi nha. Lấy cái phần nậy khóe này ra này, mình sẽ nậy một chút. Nậy xong rồi thì sẽ lấy kìm nhặt ra ấy, hoặc là kìm cắt móng thì mình sẽ lôi ra một cục khóe siêu to. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.